Cùng mình đoán màu nước trong quả bóng này nha. Màu tím hay là màu xanh da trời? Là màu... màu gì? Màu tím nè. Tiếp theo, màu hồng hay là màu đỏ đây? Là màu... màu đỏ chứ gì nữa, quá dễ luôn, nhìn là thấy rồi mà. Cuối cùng, màu vàng hay là màu cam đây? Nhìn thì thấy giống màu vàng rồi đấy, nhưng sự thật thì nó là màu... màu... màu gì? Màu... à, là màu vàng thật nè.